À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các con. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành với nhau trong chương trình môn toán lớp 4. Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục học về phép cộng 2 phân số. Hôm trước chúng ta đã học là phép cộng 2 phân số cùng mẫu số rồi đúng không? Vậy thì phép cộng 2 phân số khác mẫu số thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài ngày hôm nay. Ta đi phân tích ví dụ 1 là có một băng giấy màu, bạn Hà lấy 1/2 băng giấy, bạn An lấy 1/3 băng giấy, hỏi cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu. Ở đây đề bài yêu cầu là cả, đề bài hỏi là cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy, thì ta chỉ việc là thực hiện phép tính tổng của số băng giấy hai bạn đã lấy đúng không? Ta sẽ thực hiện phép tính là 1/2 cộng với 1/3. Điều đặt ra ở đây của chúng ta là làm như thế nào để thực hiện được phép tính cộng này. Đây là phép tính cộng của hai phân số khác mẫu số. Thì đầu tiên là ta cần phải đưa hai phân số này về cùng mẫu số, xong rồi ta thực hiện phép tính. Để đưa được hai phân số này về cùng mẫu số thì ta sẽ thực hiện là quy đồng mẫu số của hai phân số này, đúng không? Thì ở đây là hai phân số này có mẫu số chung là bằng bao nhiêu nhỉ? Là ta sẽ lấy mẫu số chung của hai phân số này, ta lấy là 2 nhân 3 là bằng 6. Vậy thì mẫu số chung ở đây là bằng 6. Ta thực hiện như sau. Ta nhân cả từ và mẫu của phân số thứ nhất với 3. 1 nhân với 3 là bằng 3. 2 nhân với 3 là bằng 6. Vậy thì 1/2 sẽ là bằng 3/6, đúng không? Rồi tiếp theo, 1/3 ta lấy là tử và mẫu của phân số thứ 2 nhân với 2. Thì ta làm như sau. 1 nhân với 2 là bằng 2, 3 nhân với 2 là bằng 6. Vậy thì phân số 1/3 này bằng phân số 2/6. Rồi. Sau khi quy đồng xong thì ta thực hiện là phép cộng hai phân số. 1/2 cộng với 1/3 thì 1/2 là bằng 3/6, thì ta viết ở đây 1/3 bằng 2/6 thì ta viết ở đây. Vậy thì 1/2 cộng 1/3 sẽ là bằng 3/6 cộng với 2/6. Sau khi đã đưa về được phép cộng của hai phân số cùng mẫu số thì ta thực hiện phép tính này như đã học ở hôm trước. Thì ta thực hiện là giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số này với nhau. 3 cộng với 2 là bằng 5 đúng không? Rồi. Sau khi đã thực hiện xong phép tính này thì ta rút ra nhận xét như sau. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số thì ta thực hiện quy đồng mẫu số của hai phân số này. Đây, bước từ đây sang đây thì ta quy đồng mẫu số của hai phân số này rồi cộng hai phân số đó. Thì đến đây ta thực hiện là phép tính cộng hai phân số có cùng mẫu số ta đã được học ở buổi hôm trước rồi đúng không? Rồi. Trên đây là toàn bộ lý thuyết của phép cộng hai phân số khác mẫu số, thì chúng ta sẽ vận dụng lý thuyết này để thực hiện các bài tập ở sau nhé. Sau đây là bài tập đầu tiên của chúng ta. Bài 1 là tính. Ở đây ta quan sát là có tất cả 4 câu A, B, C và D. Ở mỗi câu đều là phép cộng của hai phân số khác mẫu số. Ta thực hiện như sau. Đầu tiên là để cộng hai phân số khác mẫu số thì ta tiến hành là quy đồng mẫu số của hai phân số rồi cộng hai phân số đó. Câu A đầu tiên là quy đồng mẫu số hai phân số. Vậy thì ở đây hai phân số này có mẫu số chung là 12.
ta thực hiện quy đồng như sau. 2/3 bằng ta nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với 4. 2 nhân với 4 phần 3 nhân 4. Ở đây 2 nhân 4 là bằng 8, 3 nhân 4 bằng 12. Vậy thì 2/3 sẽ bằng 8/12. Tiếp theo ta quy đồng phân số thứ hai là 3/4. Ta nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai với 3. 3 nhân 3 phần 4 nhân với 3. Ta thực hiện như sau. 3 nhân 3 là bằng 9, 4 nhân 3 bằng 12. Sau khi quy đồng mẫu số của hai phân số này xong thì ta thực hiện là cộng hai phân số này với nhau. Ta làm như sau. 2/3 cộng với 3/4. 2/3 là bằng 8/12. 3/4 bằng 9/12. Đúng không? Rồi, vậy thì ở đây ta đã đưa được về phép cộng của hai phân số có cùng mẫu số rồi. Ta thực hiện là giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số với nhau. 8 cộng với 9 là bằng 17, đúng không? Rồi, ta đã thực hiện xong câu A, đúng không nào? Rồi, tiếp theo là câu B. Câu B ta làm như sau. Câu B là 9/4 cộng với 3/5. Vậy thì ở đây là ta sẽ thực hiện là quy đồng mẫu số của hai phân số này. Vậy thì ở đây là mẫu chung của hai phân số này là 20, chính là bằng 4 nhân 5, đúng không? Ta thực hiện như sau. 9/4, ta nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với 5. 9 nhân với 5 phần 4 nhân với 5. 9 nhân 5 là bằng 45. 4 nhân 5 bằng 20. Vậy thì 9/4 sẽ là bằng 45/20. Tiếp theo 3/5. 3/5 thì ta nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai này với 4. Ta thực hiện là 3 nhân 4 phần 5 nhân 4. Ở đây là 3 nhân 4 bằng 12. 5 nhân 4 bằng 20, đúng không? Rồi, sau khi thực hiện quy đồng hai phân số này rồi, vậy thì ta thực hiện là cộng hai phân số với nhau. Cộng hai phân số với nhau thì ta thực hiện tương tự như câu A ta vừa làm xong, là 9/4 cộng với 3/5 sẽ là bằng 45/20. 45/20 chính là bằng 9/4 này đây. Cộng với 3/5 này chính bằng 12/20, đúng không nào? Rồi, đến đây ta đã đưa về được là phép cộng hai phân số cùng mẫu số thì ta thực hiện là giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số với nhau. 45 cộng với 12 là bằng 57, đúng không? Phân số này đã là phân số tối giản rồi. Vậy thì ta dừng lại ở đây, đúng chưa? Tiếp theo là câu C. Câu C thì ta cũng thực hiện tương tự như hai câu vừa rồi ta đã làm. Câu C là 2/5 cộng với 4/7. Bước đầu tiên ta sẽ làm gì nhỉ? À, đầu tiên ta sẽ là thực hiện quy đồng mẫu số của hai phân số này. Rồi, quy đồng mẫu số của hai phân số này thì có hai phân số này có mẫu số chung là 5 nhân với 7 là bằng 35, đúng không? Ta thực hiện quy đồng như sau.
2/5 bằng ta nhân cả tử và mẫu của phân số này với 7. Thì ở đây là 2 nhân với 7 phần 5 nhân 7 đúng không? 2 nhân 7 là bằng 14, 5 nhân 7 là bằng 35. Vậy thì 2/5 sẽ là bằng 14/35. Tiếp theo là phân số thứ 2 là 4/7. 4/7 thì ta nhân cả tử và mẫu của phân số này với 5. Ta thực hiện như sau: 4 nhân với 5 phần 7 nhân với 5. Ở đây là 4 nhân 5 là bằng 20, 7 nhân 5 là bằng 35, đúng không? Rồi, sau khi quy đồng mẫu số của hai phân số này xong thì ta thực hiện là cộng hai phân số. Với nhau. Hai phân số này cộng với nhau là 2/5 cộng với 4/7 thì sẽ là bằng 14/35 cộng với 20/35. Yeah. Đây. Đến đây là ta đã đưa được về phép cộng hai phân số có cùng mẫu số rồi. Vậy thì ta thực hiện là giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số với nhau. 14 cộng với 20 là bằng 34. Rồi, vậy thì kết quả của phân số này là 34/35. Đây là phân số tối giản rồi, nên ta sẽ dừng lại ở đây. Yeah. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là câu D. Câu D thì ta cũng làm tương tự như các câu ta vừa làm. 3/5 cộng với 4/3. Bước đầu tiên là ta sẽ làm gì nhỉ? Ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số. Rồi, quy đồng thì đầu tiên ta sẽ tìm mẫu số chung. Mẫu số chung của hai phân số này chính là 15, đúng không? Chính là 5 nhân 3 đấy. Vậy thì ở đây ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với 3. Rồi. Ở đây là 3 nhân 3 là bằng 9. 5 nhân 3 là bằng 15. Vậy thì 3/5 sẽ là bằng 9/15. Yeah. Tiếp theo là 4/3. Phân số 4/3 thì ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 5. 4 nhân với 5 phần 3 nhân 5. 4 nhân 5 bằng 20. 3 nhân 5 bằng 15. Yeah. Rồi. Đến đây là ta đã thực hiện xong quy đồng mẫu số của hai phân số rồi. Tiếp theo là ta thực hiện là cộng hai phân số. Với nhau. Hai phân số này cộng lại với nhau như sau: 3/5 cộng với 4/3. 3/5 này chính là bằng 9/15. 4/3 bằng 20/15. Rồi, đến đây thì ta sẽ thực hiện là giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số này với nhau là 9 cộng với 20 là bằng 29. Phân số 29/15 là phân số tối giản rồi, chưa? Thì đây chính là kết quả của phép cộng 3/5 cộng với 4/3. Rồi. Đến đây thì ta đã hoàn thành xong bài tập số 1 rồi nhé. Tiếp theo ta đi sang bài tập thứ 2. Nội dung của bài tập thứ 2 là tính theo mẫu. Ở đây là người ta đã làm mẫu cho mình một phép tính cộng này rồi, cộng hai phân số khác mẫu số. Thì ở đây là phân số 13/21 này giữ nguyên, còn phân số 5/7 này ta nhân cả tử và mẫu của phân số này với 3. Được chưa? Tiếp theo thì bước tiếp theo là 13/21 phân số này cũng giữ nguyên. Còn ta thực hiện 5 nhân với 3 là bằng 15, 7 nhân với 3 là bằng 21. Đến bước này thì đây là phép cộng của hai phân số có cùng mẫu số rồi, thì ta thực hiện là giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số với nhau.
Ở đây là 13 cộng với 15 là bằng 28. Yeah. Vậy thì kết quả 28 phần 21 này chính là kết quả của phép tính 13 phần 21 cộng với 5 phần 7. Tương tự như cái mẫu mà người ta đã làm cho mình rồi thì ta lần lượt thực hiện các phép tính ở câu A, B, C và D nhé. Đầu tiên là câu A, 3 phần 12 cộng với 1 phần 4. Ta thực hiện như sau. 3 phần 12 ta viết lại này. Còn phân số 1 phần 4 này, ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 3. 1 x 3 phần 4 x 3. Lý do ở đây ta nhân 3 là tại vì là 12 chia cho 4 bằng 3, thì ta nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai này với 3 nhé. Ở đây là 3 phần 12 ta viết lại. Tiếp theo đến đây ta thực hiện phép tính là 1 nhân với 3 là bằng 3, 4 nhân 3 là bằng 12. Rồi, đây là cộng hai phân số cùng mẫu số thì ta giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số với nhau. 3 cộng với 3 là bằng 6. Rồi, đây chính là kết quả của phép tính 3 phần 12 cộng với 1 phần 4. Rồi, tiếp theo là câu B. Câu B là 4 phần 25 cộng với 3 phần 5. Rồi, thì tương tự như câu A ta vừa làm xong. Vậy thì phân số 4 phần 25 này ta viết lại. Còn phân số 3 phần 5 này thì ta nhân cả tử và mẫu của phân số này với 5, đúng không? 5 x 5 là bằng 25 ý. Vậy thì ở đây là ta nhân 3 nhân với 5 phần 5 nhân với 5. Rồi, 4 phần 25 ta viết lại. Còn đây là 3 x 5 là bằng 15. 5 nhân với 5 là bằng 25. Rồi, đến đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số thì ta giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số này với nhau. 4 cộng với 15 là bằng 19. Đấy chính là kết quả của phép tính đã cho là 4 phần 25 cộng với 3 phần 5. Yeah. Tiếp theo ta đi vào câu C luôn nhé. Câu C là 26 phần 81 cộng với 4 phần 27. 26 phần 81 cộng với 4 phần 27. Thì ở đây là phân số này ta giữ nguyên là 26 phần 81 này ta giữ nguyên. Còn phân số này ta lấy là 81 chia cho 27 là bằng 3. Vậy thì ta nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai này với 3. Yeah. Rồi, thì đến đây phân số này ta giữ nguyên 26 phần 81. Phân số này ta thực hiện phép tính là 4 nhân với 3 là bằng 12. 27 nhân với 3 là bằng 81. Rồi, bây giờ là cộng hai phân số cùng mẫu số thì ta giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số với nhau. Đây là 26 cộng với 12 là bằng 38, đúng không? Rồi, ta còn câu cuối cùng là câu D. Câu D ở đây là 5 phần 64 cộng với 7 phần 8. Rồi, ở đây là 5 phần 64 thì phân số này ta viết lại thôi. Còn phân số 7 phần 8 này thì ta nhân cả tử và mẫu của phân số này với bao nhiêu nhỉ? À, ở đây ta lấy là 64 chia cho 8 là bằng 8. Vậy thì ta nhân cả tử và mẫu của phân số này với 8, đúng không? Rồi, phân số này 5 phần 64 ta viết lại. Còn ta thực hiện phép tính 7 x 8 là bằng 56. 8 x 8 là bằng 64. Rồi,
Ta giữ nguyên phân số, ta giữ nguyên mẫu của phân số này, ta viết lại, và cộng hai từ số này với nhau. Ở đây thì cô xin lỗi nhé, ta giữ nguyên mẫu số của phân số này là 64, và ta cộng hai từ số này với nhau là 5 cộng với 56 chính là bằng 61. Rồi, vậy thì đến đây là ta đã thực hiện xong 4 câu hỏi, 4 câu A, B, C, D người ta đã cho ở đề bài này. Ở đây có câu bài 2 khác với bài 1 là ở đây là ta không tách ra hai bước là quy đồng và cộng hai phân số mà ta viết gộp chung luôn vào ở đây. Bây giờ cô và chúng mình sẽ bước sang bài tập cuối cùng của ngày hôm nay nhé. Đây là một bài tập có lời giải. Nội dung của bài tập số 3 là một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ 2 chạy được 2/7 quãng đường. Hỏi sau 2 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường? Thì để biết sau 2 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường thì ta chỉ việc thực hiện phép tính là lấy 3/8 cộng với 2/7 thôi, đúng không? Hai phân số này khác mẫu số thì ta thực hiện tương tự như những phép tính mà ta thực hiện ở bài phía trên. Rồi, bây giờ ta tiến hành giải bài này như sau. Đầu tiên lời giải là sau 2 giờ ô tô đó chạy được số phần của quãng đường là, ta thực hiện lấy 3/8 cộng với 2/7. Rồi, đây là phép tính của hai phân số khác mẫu số, đúng không? Vậy thì ta có thể đặt ra ngoài nháp như thế này. Đầu tiên là ta thực hiện quy đồng mẫu số của hai phân số này là, bước đầu tiên là quy đồng. Thì ta lấy là 3/8, ta nhân cả từ và mẫu của phân số này với 7, đúng không? 3 nhân với 7 là bằng 21, 8 nhân với 7 là bằng 56. Rồi, đây là xong phân số thứ nhất. Phân số thứ hai là 2/7. 2/7 ta nhân cả từ và mẫu của phân số này với 8 thì ta được là 2 nhân 8 là bằng 16 và 7 nhân 8 là bằng 56. Được chưa? Sau khi quy đồng mẫu số của hai phân số này xong thì ta thực hiện là cộng hai phân số. Hai phân số này ta thực hiện phép tính cộng như sau: 3/8 cộng với 2/7 thì ở đây là 3/8 là bằng 21/56. 2/7 chính là 16/56. Đến đây là ta được đưa về phép tính là cộng hai phân số cùng mẫu số thì ta giữ nguyên mẫu số và cộng hai từ số với nhau. Ta lấy là 21 cộng với 16 là bằng 37. Đây, vậy thì 37/56 này chính là kết quả của phép tính cộng 3/8 cộng 2/7. Rồi, số phần của quãng đường rồi, ta đáp số này là 37/56 số phần của quãng đường này. Đối với bài tập này thì chúng ta chỉ là củng cố phép tính cộng của hai phân số khác mẫu số thôi, đúng không? Khóa học viên rách.
sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.